Hello, cả nhà. Nồi thịt chó siêu ngon luôn nha. Nọng hồi nè. Đang nậu trứng đệm luôn nữa. Thêm nước mũi luôn. Dạ ra, bao nhiêu thời nha. Con chó. Không có chó gì hết. Thấy hồi lên đi ăn con cá đắng nữa. Cá sứt, cá chó thôi. Cá đúng không đó? Đó. Chịu nữa em chịp cho chị Hồng nha. Không cần phải nấu ăn nữa. Muối ít lỗ thịt ít lỗ bên mỡ. Tí nữa về ăn bên mỡ thịt chó. Có buổi tối ngon lành. Chị ra nơi ăn thịt chó đây. Thịt chó siêu ngon luôn nè, nóng hổi nè. Về chỉ việc là ngả miệng ăn đây thôi. Ôi trời ơi. Thôi. Đi Bắc Ninh rồi à chị? Thôi rồi nhìn đi, bữa mới về em nấu cho mà ăn. Mẹ có đúng nữa không mẹ? Ai ăn thịt chó thì bút cho em nha. Chịu nữa em xịt cho nè. Bây giờ đang cho nó chị một chút xíu nữa là được. Sắp chị nữa. Chịu nữa ai ăn thì ebook trực tiếp cho em nha. Em chị tiền miệng cho nha. Chị việc ăn là thôi. Xin chào cả nhà nha.